Yaya Trương Nhi, Lee Yuri Việt Nam tự nhận là gái hư và drama kiện tụng với Ngân 98. Yaya Trương Nhi sinh năm 1990, là người mẫu diễn viên nổi tiếng trong showbiz Việt với hình tượng sexy gợi cảm. Cô bắt đầu tham gia nghệ thuật từ khi 17 tuổi và được nhớ đến qua một số vai diễn trong các phim như Nhà có năm nàng tiên, Chiến dịch chống ế. Giống như hình tượng trên màn ảnh, ngoài đời Yaya Trương Nhi vẫn chuộng phong cách quyến rũ. Cô từng có mối tình 5 năm với Lương Bằng Quang và gây ồn ào khi đấu tố qua lại với Ngân 98. Người đẹp đa di năng của showbiz. Nhờ chiều cao nổi bật cùng gương mặt xinh đẹp, Yaya Trương Nhi bắt đầu công việc làm người mẫu cho nhà văn hóa thanh niên thành phố Buôn Ma Thuột từ năm 17 tuổi. Năm 18 tuổi, cô bắt đầu dấn thân vào con đường điện ảnh. Cô nhận được lời mời từ một phó đạo diễn trên blog 360 khi đi casting cho phim Cô Nàng Bất Đắc Dĩ. Dù không được chọn nhưng Yaya Trương Nhi vẫn tiếp tục đi casting cho các dự án phim khác. Cơ hội thực sự đến với Yaya Trương Nhi khi cô tham gia phim Nhà có năm nàng tiên. Bộ phim có sự góp mặt của nhiều tên tuổi lớn như nghệ sĩ Hoài Linh, Việt Hương, Ngân Khánh, Miu Lê, Minh Thảo và Bảo Anh. Sau Nhà có năm nàng tiên, Yaya Trương Nhi tiếp tục tham gia nhiều dự án phim khác như Truy tìm kho báu, Những bông hồng xanh, Cà phê đắng, Tía ơi về ăn Tết. Đặc biệt series Chiến dịch chống ế giúp tên tuổi cô đến gần hơn với công chúng. Ngoài truyền hình, Yaya Trương Nhi cũng tham gia một số phim điện ảnh như Glee bản Việt, Hai Phượng, Tiền nhiều để làm gì. Ngoài diễn xuất người mẫu, Yaya Trương Nhi còn gây bất ngờ khi lấn sân sang âm nhạc vào đầu năm nay. Cô ra mắt MV Cuộc gọi lúc 0 giờ với phong cách R&B và hình ảnh vừa cá tính vừa quyến rũ. Bất ngờ lấn sân sang âm nhạc nhưng Yaya Trương Nhi cho hay đây không phải là quyết định cảm tính mà đã được cô và ekip thai ngán từ 2 năm trước. Nữ diễn viên cũng khẳng định đây là một con đường dài hơi cô phải theo đuổi tới cùng. Đồng thời cô cũng cho hay không ngại định kiến về chuyện người đẹp đi hát và đang nỗ lực luyện tập thanh nhạc để khán giả có thể đón nhận vai trò mới mẻ này. Nhờ hình tượng sexy cùng sự đa di năng trong nghệ thuật, Trương Nhi ví như Lee Hyori Việt Nam. Tuy nhiên cho đến nay cô vẫn chưa thực sự có tác phẩm gây tiếng vang. Tự nhận là gái hư. Khi lấn sân sang âm nhạc, Yaya Trương Nhi cũng táo bạo xây dựng hình ảnh khác biệt so với số đông, đó là hình ảnh bad girl. Cô bày tỏ bad girl ở đây là hư trong hình ảnh chứ không phải là bản chất đâu nhé. Nếu trong âm nhạc bad boy đã có anh Binzy thì bad girl sẽ là Yaya Trương Nhi. Vì thế dù ngoài đời theo đuổi phong cách sexy nhưng nữ diễn viên luôn cố gắng không vướng vào scandal hay những chuyện tình chân dài đại gia. Yaya Trương Nhi tự nhận mình là người cuồng gym vì hầu như ngày nào cô cũng có mặt ở phòng tập. Cô tích cực luyện tập nhiều môn thể thao như gym, boxing hay mai thái để giữ vòng eo con kiến hồng nở nang. Nhờ vóc dáng gợi cảm, Yaya Trương Nhi liên tục tung những bộ ảnh diện bikini hay trang phục cắt xẻ quyến rũ. Chuyện tình 5 năm với Lương Bằng Quang. Yaya Trương Nhi từng trải qua mối tình kéo dài 5 năm với ca sĩ Lương Bằng Quang. Cả hai thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện giải trí. Lương Bằng Quang cũng không ngại đưa đón bạn gái đi làm mỗi ngày. Sau khi đường ai nấy đi, Yaya Trương Nhi chia sẻ chuyện tình với Lương Bằng Quang là khi cô mới 20 tuổi. Trong suốt nhiều năm gắn bó, nữ diễn viên khẳng định không mong cầu gì ở bạn trai, cũng không hề nhờ vả anh bất kỳ việc gì vì cô có công việc, có sự nghiệp và có thể tự lo cho gia đình và bản thân. Tuy nhiên sau này, Yaya Trương Nhi phát hiện bạn trai cũ lừa dối mình nên cô đã chọn kết thúc mối quan hệ một cách lặng lẽ. Vì thế khi Trương Bằng Quang có bạn gái mới, Yaya Trương Nhi mong mọi người không nhắc đến tên mình cạnh tên tình cũ. Ồn ào kiện tụng với Ngân 98. Sau khi Yaya Trương Nhi đăng tải dòng trạng thái gọi thẳng tên Lương Bằng Quang và bạn gái mới Ngân 98, khẳng định không muốn dính dáng đến cả hai hay đánh bóng tên tuổi cho tình cũ. Hot girl Ngân 98 lập tức đáp trả với dòng trạng thái mỉa mai. Tự nhiên đang yên đang lành lại bị con người yêu cũ của bạn trai nổi điên rồi cắn. Yaya Trương Nhi sau đó bức xúc lên tiếng đáp trả gay gắt và khẳng định đây là lần cuối cùng cô nhắc về vụ lùm xùm này. Tuy nhiên câu chuyện chưa dừng lại khi cặp đôi Lương Bằng Quang và Ngân 98 bị chặn đánh trên đường. Vì thế Yaya Trương Nhi vô tình bị đồn là người đứng sau vụ việc. Bức xúc với những tin đồn vô căn cứ, Yaya Trương Nhi đã đăng kèm đoạn tin nhắn trò chuyện giữa mình và mẹ Lương Bằng Quang, khẳng định mối quan hệ tốt đẹp với mẹ tình cũ. Ngân 98 sau đó cũng không vừa khi tiếp tục đặt ra câu hỏi tại sao Yaya Trương Nhi yêu Lương Bằng Quang đã lâu nhưng không được hỏi cưới, còn cô nàng mới yêu 2 năm đã được ngỏ ý về chung nhà. Sau rất nhiều lần tranh cãi qua lại trên mạng xã hội, liên tục bị Ngân 98 tố ngoại tình, cầu xin Lương Bằng Quang quay lại và đánh mẹ của nam ca sĩ, Yaya Trương Nhi gay gắt tuyên bố sẽ khởi kiện hot girl sinh năm 1998 vì những thông tin thất thiệt. Người đẹp cho hay, vụ lùm xùm với cặp đôi tai tiếng này đã ảnh hưởng rất nhiều đến tinh thần, sức khỏe và công việc của cô. Từ sau ồn ào này, Yaya Trương Nhi vẫn chưa công khai thêm mối tình nào, cô kín tiếng trong chuyện tình cảm cá nhân.